Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu cho biết, một trận động đất 3,6 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Điện Biên vào lúc gần 3 giờ 30 phút sáng 10 tháng 8 năm 2022. Vị trí xảy ra động đất ở quanh khu vực tọa độ 22,241 độ Vĩ Bắc, 102,262 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất 3,6 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên, có mức rủi ro thiên tai ở cấp độ 0. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, huyện Mường Nhé là một trong những địa bàn thường xảy ra động đất. Trận động đất 3,6 độ Richter là trận động đất yếu, không gây thiệt hại về người và tài sản, vật nuôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra. Hiện các nhà khoa học của Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động của trận động đất này. Thưa quý vị, cách đây gần 5 tháng, vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, cũng có một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, một huyện khác cũng nằm trong tỉnh Điện Biên. Theo các nhà khoa học, Viện Vật lý Địa cầu tỉnh Điện Biên có hai đới đứt gãy địa chấn lớn chạy qua, gồm đới đứt gãy Điện Biên – Mường Lay kéo dài khoảng 200 km thường xuyên hoạt động và đới đứt gãy Sông Mã – Tuần Giáo – Lai Châu. Vì đặc điểm địa chất này nên Điện Biên là địa bàn thường xảy ra những trận động đất với độ lớn khác nhau. Động đất thường xảy ra ở các huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Già, huyện Mường Nhé và thị xã Mường Lay. Trung bình mỗi năm, Điện Biên xảy ra từ 3 đến 5 trận động đất có cường độ dưới 4 độ Richter. Tuy nhiên, tại đây cũng từng ghi nhận 3 trận động đất lớn nhất vào các năm 1935 với 6,9 độ Richter tại Lòng Chảo Điện Biên. Trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra vào năm 1983 tại thị trấn Tuần Giáo và 5,3 độ Richter vào năm 2001 tại thành phố Điện Biên Phủ. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.